Đây là tiếng của con giòn hay còn gọi là con hon, con nhóc, nhím đuôi dài, nhím chuột, nhím đá. Thì đây là cái bảng tiếng kiểu nó kêu đi tơ với lại có con cái đầy đủ ở trong đây nha anh em. Tiếng này rất là hiệu quả, Thuận bán cho một số anh em làm rất là ok, ngay cả Thuận đi cũng rất là ok. Thì anh em có tiếng thì anh em mở lên thì nó nghe kêu nó ra nó rất là dễ. Chứ con này thì nếu anh em đợi thì rất là lâu nha anh em. Còn cái cách làm như thế nào anh em liên hệ số điện thoại của Thuận để Thuận tư vấn cho anh em nhiệt tình hơn, chia sẻ cần kỹ càng hơn. Anh em lưu ý nha, cái tiếng là Thuận đăng lên mạng là Thuận chèn bài nhạc vô, nhưng khi anh em lấy là Thuận sẽ không có kèm bài nhạc vô nha anh em, đưa anh em bản gốc là không bị tạp âm với lại không có tiếng của người nói hay là hát nhạc trong đó nha anh em. Rồi cảm ơn anh em nhiều nha, chào anh em. Thuận để được tư vấn thêm nên em lưu ý những bản nhạc. Thuận để được tư vấn thêm nên em lưu ý những